Dạ hello, xin kính chào quý cô chú và anh chị ạ. À, và lời đầu tiên Nam kính chúc quý cô chú và anh chị sức khỏe thật là dồi dào nè, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt cả. Hôm nay Nam kính mời quý cô chú và anh chị cùng Nam đi về huyện Cai Lậy nha quý cô chú và anh chị. Ở đây đang có một căn nhà vườn miền Tây và một cái thửa đất đang trồng sầu riêng ở phía sau cực kỳ đẹp luôn. Và thửa đất của chúng ta mặt tiền đường đan 3,5 m nè, phía trước thì giáp sông nữa, được làm hàng rào kiên cố phía trước rồi. Chiều ngang nó là 24 m, hậu chữ L là 54 m, tổng cái chiều dài từ trước ra đằng sau đó là 240 m. Ở đây thì cách chợ trung tâm xã chỉ có 2 km thôi. Thì thửa đất của chúng ta có tổng diện tích là 9,000 m² và mục đích sử dụng ở phía sau đó là đất lúa nước. Đường là đường ô tô rồi. Đó quý cô chú và anh chị thấy có xe hơi 7 chỗ xe bán tải đi vào ngon lành luôn quý cô chú và anh chị ơi. Phía trước có cái view quá trời đẹp luôn. Và ở trong căn nhà vừa được trang trí lại, sửa chữa lại rất là đẹp luôn. Và căn nhà này gọi là căn nhà cổ nha quý cô chú và anh chị. Căn nhà cổ thì căn nhà này được xây dựng năm 1999. Ở phía trong nhà cột đó là cột bằng cây căm xe nha quý cô chú và anh chị. Cái bộ cây ở trong là bộ cây căm xe đúng nhà cổ hồi xưa luôn á. Đó, từ đây chúng ta ra trung tâm xã, trung tâm chợ á, chỉ có 2 km thôi, mất khoảng 5 phút đi xe máy là chúng ta tới rồi. Đó, và bây giờ Nam sẽ quay ở phía trước thật là kỹ cho quý cô chú và anh chị xem ha. Ở phía trước này rất là đẹp luôn quý cô chú và anh chị ơi, nhà rất là sáng sủa sạch đẹp luôn. Thì hiện tại á, là căn này chưa có thổ cư, chủ đang xin lên 200 m² thổ cư cho quý cô chú và anh chị. Và Nam vẽ lại mô phỏng cái sơ đồ thửa đất trên màn hình cho quý cô chú và anh chị chúng ta tham khảo nhé. Và bây giờ Nam sẽ di chuyển vào bên trong cho quý cô chú và anh chị chúng ta xem cận cảnh cái căn nhà này. Và Nam sẽ quay chi tiết thật là kỹ cái căn cho quý cô chú và anh chị xem nha. Đó, cái căn nhà của chúng ta rất là đẹp ha. Đường thì xe ô tô, xe bán tải đi vào đến nơi vui vui thoải mái luôn. Đó, ở trước thì có trồng mai vàng nè. Rồi cái sân là chủ đang trồng cỏ. Nhà là nhà ngói xịn nha quý cô chú và anh chị. Nhà ngói xịn kiểu đúng cổ, cũ xưa luôn. Thì cái phần u quăng á là được đổ luôn cái kiểu hồi xưa là người ta đổ hết chứ không phải là giả giống như bây giờ. Ngói là ngói thiệt ha. Đó, đường đi thì rất là đẹp rồi, view sông rất là đẹp. Phía trước rất là rộng luôn nè quý cô chú và anh chị ơi, chúng ta về chúng ta có thể là trang trí lại cái sân này theo đúng ý thích của chúng ta ha. Mua cây mai to, cây lộc vừng thật là to để vào, rồi hòn non bộ, rồi hồ cá nó vân vân và vân vân. Chúng ta thích như thế nào chúng ta set up lại giống như chị thì nó sẽ rất là đẹp theo ý của chúng ta ha. Đó, căn nhà này thì cực kỳ mát luôn. Ở đây gió mát lắm quý cô chú và anh chị ơi, vùng nông thôn này rất là yên tĩnh và thanh bình. Xe ô tô đi vào đến nơi thì rất là tuyệt vời rồi. Đó, phần sân là chủ đang trồng cỏ luôn, đang trồng chưa có xong nữa đó quý cô chú và anh chị. Tại vì chủ nói là có căn nhà muốn chia sẻ lại cho quý cô chú và anh chị. Và chủ chụp sơ sơ vài tấm thôi là Nam phi vào liền để chụp hình quay phim cho quý cô chú và anh chị xem tham khảo ha. Rồi đây là đúng nhà cỏ luôn nè. Đó, phần cửa là cửa sắt nha quý cô chú và anh chị. Ở trong thì đặc biệt có cái dàn gỗ nè, dàn cột nè. Đó, cột kèo đoàn tay. Đó, hoàn toàn bằng cây này thì chủ nói là cây căm xe đó quý cô chú và anh chị ơi. Đó, chủ nói cây căm xe, nó làm ngói rất là đẹp luôn. Và nhà được xây dựng cái năm ký hiệu trên cái cây đoàn tay, cây kèo ở trên đó là 1999 luôn. Đó, nhà được vừa được sơn sửa lại rất là đẹp luôn. Cái bộ cột cây này là chúng ta về chúng ta có thể là thuê thợ chúng ta đánh lại cái bộ cột, bộ dàn cây này ha, cho nó đẹp lại luôn. Còn nhà chúng ta có thể là dán gạch lại nè, nói chung là trang trí lại cho nó thiệt là đẹp theo ý của chúng ta luôn. Đó, đây cái dàn nóc nè, đã chưa, nó hai mươi mấy năm rồi mà cái dàn cây này rất là đẹp luôn, nó không có mối mọt gì luôn quý cô chú và anh chị ơi, quá trời đã luôn ha. Căn nhà này đi vào đó, Nam thích thấy ghê luôn, nhớ thời của ông nội của Nam quá. Hồi xưa đi vào đi đám nhỏ đi đám giỗ á, vô mấy căn nhà như thế này nè, hay là chạy ra đằng sau chơi, nói chung là cái ký ức tuổi thơ lại ùa về nữa với cô chú và anh chị ơi. Nếu mà với cô chú và anh chị tầm 50 tuổi 60 tuổi nha, là chúng ta sẽ rất là nhớ những cái căn nhà miền Tây giống như thế này luôn. Đó, đặc thù căn nhà này là còn nguyên xì luôn với cô chú và anh chị ơi, rất là đẹp ha. Với cô chú và anh chị quan tâm thì alo cho Nam nha, số điện thoại trên màn hình. Toàn bộ nhà đất này á, chủ bán có 6 tỷ thôi cô chú và anh chị ơi, chỉ có 6 tỷ thôi, rất là rẻ. Thì cái vườn sầu riêng ở đằng sau á là chủ trồng trên cái diện tích là khoảng 7,5 công, hơn 7,5 công á. Tại vì cái tổng diện tích nhà đất là tới 9 công là 9,000 m² đó quý vị. 9 công thì cái phần đất ở phía trước á là đất cây lâu năm khoảng 1,3 công hoặc là hơn, hoặc là khoảng đó khoảng 1,3 nha quý cô chú và anh chị. Cái trên sổ phía trước sổ cây lâu năm là 1,3, nhưng mà có thể là cái diện tích này Nam thấy có thể là nó hơn chút xíu. Đó, cái phần view phía trước là view sân này rất là đẹp luôn. Thì sầu riêng phía sau thì mới có trồng có mấy tháng thôi,
ống nước tưới tiêu đã được đặt đầy đủ rồi, điện nước đầy đủ rồi. Cho nên phần đó thì quý cô chú và anh chị cứ yên tâm về chăm sóc, và trồng thêm 4-5 năm nữa là chúng ta có thu hoạch. Quan trọng là cái nhà này là cái nhà quá trời đẹp luôn, xây 20 mấy năm rồi không có một vết nứt luôn quý cô chú và anh chị, cực kỳ đẹp ha. Phần u quăng ở trên cũng rất là đẹp luôn, không có bị thấm luôn á. Nó cái view này quá trời đẹp rồi. Quý cô chú và anh chị quan tâm thì alo cho Nam gấp nha. Đó, việc bây giờ đứng tên đất lúa cũng dễ lắm quý cô chú và anh chị ơi, phía sau đất lúa thì dễ lắm nha, chứ không còn như lúc trước nữa. Đó, không có quan trọng là đất lúa hay đất cây lâu năm nữa đâu. Đó, quý cô chú và anh chị thích là được, thích là chúng ta về mua được thôi. Thì cái khu trống trống này nè, chủ có trồng thêm sầu riêng và có trồng thêm cây tùng con nữa. Đó, cái phần gò đất này. Còn phía sau là khoảng 7.500 m2 là trồng sầu riêng, giống là giống mỏng thon nha quý cô chú và anh chị. Ống nước là chủ đặt mới hết luôn, ống toàn bộ ống mới hết luôn, ống xịn luôn á. Đó, máy bơm ở chỗ này nè, đó quá trời đẹp. Thì thửa đất này rất là thích hợp cho quý cô chú và anh chị muốn về vườn ha. Giá chỉ có 6 tỷ thôi, giá trên có thương lượng nhẹ cho quý cô chú và anh chị, thương lượng phần giấy tờ đó, một số cái giấy tờ thuế má dịch vụ đó, chủ sẽ thương lượng cho quý cô chú và anh chị. Sầu riêng này được trồng mới trồng có mấy tháng là mới phát lên thôi, nó cây này cũng rất là đẹp ha. Rồi quý cô chú và anh chị quan tâm thì cứ alo cho Nam nha, thì Nam sẽ hướng dẫn quý cô chú và anh chị chúng ta về gặp trực tiếp chủ luôn, chúng ta sẽ để chúng ta thương lượng cái giá. Đường thì cái đường đi á, quý cô chú và anh chị cứ xuống bấm về bản đồ về trạm thu phí đi, trạm thu phí BOT Cai Lậy đi. Đó, Nam sẽ đón trạm thu phí BOT Cai Lậy nhân quý cô chú và anh chị. Thì còn cách 5 cây số nữa sẽ tới miếng đất, đi đường xe ô tô hết luôn. Từ đây ra cái đường đa nãy cách đường nhựa là 2 cây số, 2 cây số đường 3.5 m chạy xe ngon lành luôn. Đó, ra tới đường nhựa 2 cây số là ra tới chợ, tới trung tâm xã rồi đó. Và tiếp tục đi khoảng 5 cây số nữa chúng ta sẽ đến khoảng 3 cây, hơn 3 cây số nữa sẽ đến quốc lộ 1A đó. Từ quốc lộ 1A chúng ta vô đây khoảng 5 cây số thôi quý cô chú và anh chị. Rất là đẹp nha quý cô chú và anh chị, thích căn này thì nhanh tay alo cho Nam nha, Nam sẽ hướng dẫn quý cô chú và anh chị chúng ta về xem đất, gặp trực tiếp chính chủ, chúng ta thương lượng cái giá luôn. Rồi đến đây thì một lần nữa Nam xin kính chúc quý cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào nè, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt ạ. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị đã xem.